Đã hơn một tháng nay, gia đình chị Nguyễn Thị Lan cùng hàng chục hộ dân ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình phải sống và sinh hoạt trong những ngôi nhà tạm này. Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng, khiến gia đình chị và các hộ dân phải di rời khẩn cấp đến nơi ở mới. Sau cơn bão số 13 thì gia đình chúng tôi ở xóm đi vừa đất sạt lở cũng là phải di dời. Trước mắt thì xin chính quyền địa phương và các cấp các ngành cho những gia đình chúng tôi sạt lở thì có một cuộc sống ổn định để mà sống lại bình thường. Tưởng vì lâu về dài thì đề xuất các cấp có chính quyền là để xây dựng cái phương án di dời. Đấy, địa phương thì đã chuẩn bị cái quỹ đất, thì mong cả các cơ quan có thẩm quyền xem sẽ hỗ trợ cái nguồn kinh phí này để là làm cái khu tái định cư để cho các hộ sinh sống ổn định cuộc sống lâu dài. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có 3 khu vực đồi núi bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của 71 hộ dân, trong đó 41 hộ phải di dời khẩn cấp. Để ổn định đời sống cho các hộ dân, huyện Tuyên Hóa đang xây dựng kế hoạch tái định cư phù hợp với tập quán sản xuất và sinh sống của bà con. Về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi tập trung để giải quyết các cái công việc mà thuộc cái thẩm quyền của chúng tôi. Nhưng cũng kính mong với các cấp có thẩm quyền là cố gắng để hỗ trợ một số nguồn kinh phí giúp cho huyện sớm thực hiện các cái khu tái định cư, đảm bảo cho người dân sớm ổn định cuộc sống và là đảm bảo cái an toàn tính mạng cho người dân. Mặc dù đã có quy hoạch khu tái định cư mới, tuy nhiên khó nhất hiện nay là kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, khu vực tái định cư và hỗ trợ người dân làm lại nhà cửa ở khu vực mới do ngân sách huyện không thể đáp ứng. Do đó các cấp các ngành cần hỗ trợ kịp thời để người dân sớm ổn định lại cuộc sống.